Thưa quý vị, báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về kết quả thực hiện nghị quyết số 52 của Hội đồng Nhân dân thành phố cho biết, chính sách hỗ trợ cho lao động tự do phải tạm ngưng hoạt động do dịch COVID-19 đã tạo được sự lan tỏa mạnh, người dân đồng tình, ủng hộ, chia sẻ được phần nào khó khăn cho các nhóm đối tượng. Đến nay, đối với nhóm 1 là người bán vé số lẻ, thành phố đã phê duyệt hơn 7.620 người, mức hỗ trợ 1.200.000 đồng một người, tổng kinh phí trên 9 tỷ 146 triệu đồng. Đã chi cho trên 7.400 người với gần 8 tỷ 890 triệu đồng, đạt trên 97%. Thành phố cũng đã phê duyệt bổ sung đợt 2 cho gần 7.450 người với mức hỗ trợ 800.000 đồng một người, tỷ lệ đã chi đạt hơn 87%. Với đối tượng chưa được hưởng, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã phê duyệt 350 người với mức hỗ trợ 2 triệu đồng một người, đã chi cho 150 người. Đối với các nhóm 2, 3, 4, 5, gồm bốc vác, thu mua phế liệu, vận chuyển hàng hóa, xe ôm truyền thống, lao động làm việc thời vụ, vân vân cũng phải tạm ngừng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, thành phố đã chi hỗ trợ cho trên 188.700 người với mức hỗ trợ 2 triệu đồng một người. Hiện còn hơn 40.000 lao động tự do chưa nhận được tiền hỗ trợ. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, do khái niệm về lao động tự do và danh mục công việc lao động tự do chưa được pháp luật quy định. Công việc lao động tự do ở địa phương rất đa dạng và tính chất không giống nhau, nên trong công tác hướng dẫn, phối hợp và thống nhất thực hiện giữa các ngành, các cấp, từng lúc, từng nơi gặp khó khăn. Địa phương cũng gặp khó khăn trong việc xác định lao động tự do, không thuộc đối tượng phải giao kết hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật. Có nhiều trường hợp, pháp luật quy định phải có giao kết hợp đồng lao động, tuy nhiên, người sử dụng lao động không giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Từ nay đến cuối năm, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo tiếp tục rà soát lao động tự do, kịp thời phân bổ kinh phí và đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ, không bỏ sót đối tượng.